Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 17 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự có những tin chính sau đây. Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc tiếp tục nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác bảo đảm và hoa tiêu hàng hải, đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong năm 2018. Ngành thuế Hải Phòng tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017 và triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Agribank trở thành ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện với quy mô và mạng lưới rộng nhất. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Quản lý, vận hành hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải đạt chất lượng tốt, làm tốt nhiệm vụ công ích hoa tiêu hàng hải, đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải vào hoa tiêu hàng hải, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đề ra trong hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Năm 2018, Tổng công ty đề ra các giải pháp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ Bộ Giao thông Vận tải giao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong đó phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, nhiệm vụ hoa tiêu hàng hải và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với đó tiếp tục nâng cấp, sửa chữa và xây mới các công trình bảo đảm và hoa tiêu hàng hải, quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ duy tu và nạo vét luồng hàng hải hiện nay. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đạt được với doanh thu sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công đề nghị Tổng công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác bảo đảm và hoa tiêu hàng hải. Những khó khăn vướng mắc của đơn vị trong công tác nạo vét luồng hàng hải sẽ được Bộ Giao thông Vận tải quan tâm giải quyết theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, góp phần giúp Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018. Nhân dịp này, Bộ Giao thông Vận tải tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai đơn vị thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Sáng nay, báo Nông thôn Ngày nay tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ phóng viên báo Nông thôn Ngày nay với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, tham gia đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những nhân tố mới với cách làm sáng tạo hiệu quả. Đồng chí chúc cán bộ phóng viên văn phòng đại diện báo Nông thôn Ngày nay tại Hải Phòng đạt nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đồng hành cùng thành phố Hải Phòng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước cũng như sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, chúc mừng Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể cán bộ phóng viên văn phòng đại diện báo Nông thôn Ngày nay tại Hải Phòng. Hướng tới lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam cùng lãnh đạo quận Lê Chân và Sở Văn hóa Thể thao đã đến dâng hương tại các đền thờ Nữ tướng Lê Chân ở tỉnh Hà Nam và tỉnh Quảng Ninh. Đền thờ Nữ tướng Lê Chân tại thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tương truyền là nơi Nữ tướng Lê Chân đã đóng quân diệt giặc Mã Viện. Trận đánh cuối cùng của bà tại Thung Đồng Loạn, khi thấy thế yếu, không bảo toàn được lực lượng, bà đã khuyên quân sĩ tìm đường về quê, còn mình chạy lên đỉnh núi Dắt Dâu Tuẫn Tiết. Thương tiếc và tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đã lập đền thờ, suy tôn bà là thánh mẫu. Đền An Biên tọa lạc tại xã Thủy An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, theo sử sách là nơi Nữ tướng Lê Chân đã sinh ra và lớn lên. Trước khi di dân lập ấp tới Trang An Biên xưa, tức Hải Phòng ngày nay, bà đã lãnh đạo nhân dân dưới ngọn cờ của Hai Bà Trưng đứng lên chống ách đô hộ phương Bắc. Tại các nơi viếng thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tỏ lòng tưởng nhớ bậc tiền nhân, người đã khai phá ra mảnh đất Hải Tần phòng thủ. Năm nay, lễ hội Nữ tướng Lê Chân được tổ chức với quy mô cấp thành phố trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 3 tại khu quần thể di tích tượng đài Nữ tướng Lê Chân, di tích lịch sử văn hóa đền Nghè và di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình An Biên. Với lòng ngưỡng vọng tôn kính, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức lễ hội Nữ tướng Lê Chân tôn vinh người đã khai sinh ra vùng đất Hải Phòng. Sáng nay tại nhà thi đấu huyện Vĩnh Bảo, Sở Văn hóa Thể thao phối hợp với báo Hải Phòng và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức lễ khai mạc giải vô địch vật tự do Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 8, Cúp báo Hải Phòng lần thứ 26 năm 2018.
Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham gia giải năm nay có 112 vận động viên đến từ 9 đơn vị quận huyện trên địa bàn thành phố. Các vận động viên được đánh giá có trình độ cao và đồng đều ở các hạng cân. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu của vận động viên nam hạng cân 76kg giữa đội chủ nhà huyện Vĩnh Bảo và huyện Thủy Nguyên. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi với những đôi vật cân tài cân sức ngay từ vòng loại. Đây là hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường niên nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia đội tuyển vật tự do của thành phố. Giải vô địch vật tự do Cúp báo Hải Phòng lần thứ 26 năm 2018 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 3. Tại huyện đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa sơ kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các bộ ban ngành trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố triển khai đề án xây dựng đảo thanh niên. Đề án được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau, đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang và đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Bình Định. Sau 5 năm triển khai đề án, các đảo thanh niên tiếp nhận các hộ gia đình thanh niên xung phong ra đảo lập nghiệp lâu dài, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội thiết yếu, các cụm dịch vụ nuôi trồng và đánh bắt hải sản, các khu neo đậu tàu thuyền tránh bão, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trên đảo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đảo Bạch Long Vĩ là điểm sáng trong số các tỉnh, thành phố thực hiện đề án. Từ kinh nghiệm cách làm tại đảo thanh niên Bạch Long Vĩ, đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động tình nguyện xây dựng đảo thanh niên, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đôn đốc thực hiện đề án, cũng như đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội trên đảo. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Lần đầu tiên, triển lãm giáo dục Đại học Đài Loan có quy mô lớn được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng nâng cao năng lực cạnh tranh, trúng thầu nhiều công trình quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục Thuế Hải Phòng tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế năm 2017 và triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Từ ngày 26 đến 31 tháng 3, Cục Thuế thành phố sẽ tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp và người nộp thuế tại bộ phận một cửa của Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế quận huyện về chính sách pháp luật thuế liên quan đến quyết toán thuế năm 2017, chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính, hỗ trợ lập quyết toán thuế trên ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất, đặc biệt đối với cá nhân tự quyết toán. Ngành thuế hỗ trợ người nộp thuế chưa có chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo địa chỉ website mới từ ngày 8 tháng 3 năm 2018 là thuedienter.gdt.gov.vn. Bên cạnh đó, cán bộ thuế còn gặp trực tiếp người nộp thuế để hỗ trợ khi có yêu cầu, đồng thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ qua số điện thoại nóng về thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử, ưu tiên người cao tuổi, người tàn tật có nhu cầu lập in hộ quyết toán thuế cá nhân. Về việc triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế Hải Phòng áp dụng cho các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử với cơ quan thuế, tức là chưa có chữ ký số. Khi đó, người nộp thuế phải thực hiện kê khai, gửi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ website mới là thuedienter.gdt.gov.vn. Với các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã sử dụng chữ ký số thì vẫn thực hiện kê khai, gửi tờ khai thuế và tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại địa chỉ kê khai thuế.gdt.gov.vn. Đối với tờ khai đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân qua cơ quan chi trả, mẫu số 01TNCN, thì vẫn thực hiện gửi hồ sơ theo địa chỉ hiện tại là tncnonline.com.vn. Năm 2017, cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội được huyện Tiên Lãng tập trung triển khai. Thời điểm hiện tại, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 25 đoạn từ tỉnh lộ 354 đến quốc lộ 10 và dự án đầu tư xây dựng trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đang được nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 25 đoạn từ tỉnh lộ 354 đến quốc lộ 10 có tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính như cải tạo hơn 500 m đường qua thị trấn Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường đô thị, cải tạo 7 km qua địa bàn các xã còn lại, mở rộng 7 cầu bản và cống hộp trên toàn tuyến. Hiện nhà thầu đã đạt 75% khối lượng công việc. Để đảm bảo cái tiến độ thi công cho dự án, sau khi tiếp nhận án thì chúng tôi cũng tập trung thi công ngay. Hiện tại là thi công tuyến đường thuộc xã Tiên Tiến và Tiên Cường. Thì đến nay là đã thi công mở mới hai bên đường. Chúng tôi vẫn có mặt bằng sạch đâu và tiến hành thi công đến đấy. Tuy nhiên còn khoảng 3 km đoạn qua địa bàn các xã Tiên Tiến và Tiên Cường vẫn còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, gây khó khăn cho đơn vị thi công. Chúng tôi cũng đã họp với nhân dân và công bố công khai phương án cho nhân dân để nhân dân hiểu rằng cái hỗ trợ của nhà nước đối với các dự án này, đối với từng hộ dân thì chúng tôi đã họp nhiều lần công bố. Thì đến bây giờ chúng tôi cũng còn mắc một số hộ nữa, thì đối với chỉ đạo là đảng chính quyền địa phương tập trung cao để vận động nhân dân hiến cái phần đất của gia đình mình cho công trình. Cùng với dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 25, dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng có tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Theo kế hoạch, hai dự án trên sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành vào tháng 8 năm 2018, đúng dịp kỷ niệm 65 năm quân và dân huyện Tiên Lãng anh dũng phá cản thắng lợi. Trước tình trạng rau củ của nông dân ở nhiều địa phương rớt giá thê thảm phải nhổ bỏ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ Thực vật, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, kiểm tra nắm bắt tình hình và đề xuất giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để giải quyết vấn đề nông sản ứ đọng tại các địa phương. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước ngày 19 tháng 3 năm 2018, đồng thời chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí theo quy chế phát ngôn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân đồng loạt thu hoạch rau màu vụ đông cấp tốc để dành đất gieo cấy lúa, vì vậy nguồn cung tăng đột biến dẫn tới giá rau giảm. Một nguyên nhân khác nữa là do thời tiết vụ đông xuân năm nay thuận lợi, rau màu phát triển tốt, năng suất cao, khiến nguồn cung tăng cao. Với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý an toàn thực phẩm và phương pháp lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho gần 100 cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm thuộc các sở ngành, các đoàn thể xã hội liên quan. Chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý an toàn thực phẩm và phương pháp lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản được tổ chức trong 3 ngày. Trong chương trình, các học viên được nghe các giảng viên đến từ Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Cục Thú y, Cục Trồng trọt, Trung tâm Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phổ biến Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nghiệp vụ kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, phương pháp lấy mẫu chuỗi các sản phẩm nông lâm thủy sản, nghiệp vụ xác nhận sản phẩm theo chuỗi, các mối nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm và thực hành kiểm tra lấy mẫu một số sản phẩm tại các vùng sản xuất rau tập trung tại Hải Phòng. Sáng nay, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo Đài Loan, Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội tổ chức triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan năm 2018 với sự tham gia của đại diện 28 trường đại học đến từ Đài Loan, Trung Quốc và hàng ngàn học sinh sinh viên Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan có quy mô lớn được thực hiện tại thành phố Hải Phòng với sự chủ trì của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Triển lãm cung cấp thông tin, hình ảnh và tài liệu hữu ích cho học sinh, sinh viên Việt Nam về chương trình khóa học trong hoạt động liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế giữa các nhà trường. Triển lãm này sẽ đem lại cho chúng ta tìm hiểu được cái ngành giáo dục của Đài Loan tương đối tiên tiến, một trong những ngành giáo dục mà chúng ta học cần học tập. Về những các thầy cô giáo cũng như học sinh, nếu được tiếp cận cái này xong rồi được đi sang bên Đài Loan, thì tin sẽ đem lại một cái gì đó, cái điều tốt cho cái
học sinh của Hải Phòng. Các trường đại học tại Đài Loan đã và đang duy trì nhiều chương trình học bổng ưu đãi cho sinh viên học sinh Việt Nam theo học. Không những thế, học phí đại học tại Đài Loan rất rẻ. Đài Loan cũng là một đất nước phát triển với nền văn hóa đặc sắc. Các bạn theo học tại Đài Loan còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, rèn luyện kỹ năng để trở thành những công dân toàn cầu, có thể làm việc tại các đất nước phát triển. Về phía trường Đại học Dân lập Hải Phòng, năm 2018 là bước tiến trong quan hệ hợp tác đào tạo giữa nhà trường và các tổ chức cơ sở giáo dục quốc tế, trong đó có Đài Loan, để nhân rộng mô hình liên kết đào tạo hướng đến quyền lợi của người học. Với các trường đại học, học viện tham gia triển lãm, đây cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, giao lưu văn hóa và tìm kiếm các học viên có khả năng. Đồng thời, triển lãm cũng mở ra cơ hội mới cho học sinh, sinh viên Hải Phòng trong việc lựa chọn và tiếp cận với những mô hình giáo dục tiên tiến. Sáng nay, quận Đồ Sơn tổ chức lễ thượng cờ, chính thức khai hội đảo dấu. Lễ hội đảo dấu Đồ Sơn bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kéo dài đến ngày 9 tháng 2 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa và những nghi thức tâm linh của người dân miền biển hết sức độc đáo. Lễ hội gồm lễ rước đèn, tế lễ và thả thuyền giấy, với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa để người dân đi biển được một năm bội thu và an lành. Hàng năm lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan chiêm bái. Quần thể khu di tích đảo dấu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2009. Trên đảo có quần thể đa búp đỏ có niên đại từ 400 năm đến 700 năm. Bao quanh đảo là bãi đá cổ với nhiều dấu tích huyền thoại, cùng ngôi đền thiêng, hiện thân của đời sống tinh thần, tâm linh và trở thành tập quán tín ngưỡng của người dân Đồ Sơn cũng như ngư dân miền Duyên Hải Bắc Bộ gắn với lễ hội đảo dấu. Lễ dâng hương sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 năm 2017, tức ngày 9 tháng 2 âm lịch. Đoàn khối các cơ quan thành phố vừa khởi động festival Tuổi Trẻ Sáng Tạo và chương trình kỷ niệm và biểu dương sau tháng 3 liên hoan các ca khúc cách mạng. Đây là chuỗi hoạt động của tuổi trẻ khối các cơ quan thành phố nhân tháng thanh niên hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 23 năm ngày thành lập đoàn khối. Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên khối các cơ quan thành phố ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá về thành phố Hải Phòng với những sản phẩm sáng tạo của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan thành phố. Nhân dịp này, đoàn khối tặng giấy khen cho 25 công trình, chi đoàn, đảng viên trẻ, cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Trong khuôn khổ festival, liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng và dạ khúc thanh niên để lại nhiều ấn tượng với những tiết mục ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, những ca khúc về truyền thống đoàn thanh niên, về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Sáng nay, Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Agribank Việt Nam. 30 năm xây dựng và phát triển, Agribank đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để ổn định và phát triển bền vững, trở thành ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện với quy mô và mạng lưới rộng khắp. Tại Hải Phòng, ngay từ khi thành lập, Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước duy nhất có mặt tại tất cả các quận huyện của thành phố, trừ huyện đảo Bạch Long Vĩ, để triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng được hình thành trên cơ sở nâng cấp chi nhánh quận Hồng Bàng và sáp nhập các chi nhánh loại 2 trực thuộc trên địa bàn huyện An Dương, Thủy Nguyên và huyện đảo Cát Hải từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 với quy mô tổ chức hoạt động của chi nhánh loại 1, hạng 1 trực thuộc Agribank Việt Nam. Qua 2 năm hoạt động, Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng đã đạt được những thành công nhất định trong hoạt động kinh doanh và tiếp tục có những đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tính đến hết năm 2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 5.534 tỷ đồng, dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 3.960 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chiếm 58% tổng dư nợ, cho vay phát triển thủy sản, đóng tàu theo Nghị định 67 đạt 342 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để chi nhánh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, cùng với các tổ chức tín dụng khác cung ứng nguồn vốn cho sự phát triển của nền kinh tế thành phố. Sáng nay, lễ trao giải thưởng sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lần thứ hai đã diễn ra tại Nhà lớn Hà Nội. Trong 96 doanh nghiệp được nhận giải thưởng lần này, có 4 doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng.
Cụ thể, công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong nhận danh hiệu top 10 thương hiệu Việt xuất sắc hàng gia dụng. Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng nhận danh hiệu top 10 thương hiệu Việt xuất sắc nhiên liệu phục vụ tiêu dùng và sản xuất trong nước. Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng lọt top doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu hàng điện tử và dân dụng. Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng đạt top doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu hàng điện tử và dân dụng. Việc các doanh nghiệp của Hải Phòng nằm trong top doanh nghiệp của cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã khẳng định vị thế và sự lớn mạnh của doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng và sự phát triển của kinh tế thành phố nói chung. Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc Trung tâm Thể thao vùng Đông Bắc. Đây là công trình trọng điểm nhằm phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Tới dự lễ khánh thành có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng là nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình. Việc được lựa chọn thực hiện một công trình có quy mô lớn tiếp tục là cơ hội để tổng công ty khẳng định thương hiệu mạnh của Bộ Xây dựng, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, trúng thầu nhiều công trình quy mô lớn tại các tỉnh thành trong cả nước. Công trình nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ có tổng mức đầu tư hơn 1.149 tỷ đồng, được xây dựng với tổng diện tích sàn gần 34.000 m², gồm 3 tầng thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó tầng 1 là khu vực thi đấu, khu vực phụ trợ để phục vụ trọng tài, vận động viên, huấn luyện viên chỉ đạo, các phòng học tập luyện. Tầng 2 và tầng 3 là khu khán đài, chỗ ngồi thường, chỗ ngồi VIP, các phòng truyền thông, tường thuật, điều khiển âm thanh ánh sáng, hội thảo bình luận. Với ý tưởng một hòn đảo mới hình con rùa nằm trong quần thể Vịnh Hạ Long, công trình hoàn toàn nổi bật với các đường nét kiến trúc 3D phức tạp uốn lượn, mô phỏng những đường cong vững trái của các đảo đá. Điều làm nên sự đặc biệt của công trình chính là hệ thống mái bằng hợp kim uốn lượn theo không gian 3 chiều, tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Là nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị, xác định đây là một trong những công trình quan trọng, yêu cầu cao về mặt kỹ thuật và tiến độ. Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã tập trung cao vào nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện, sử dụng nhiều loại vật liệu mới hiện đại xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Điển. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, song với sự quyết tâm cao và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổng công ty đã rút ngắn thời gian hoàn thành công trình từ 24 tháng xuống còn 20 tháng, bảo đảm chất lượng, được chủ đầu tư đánh giá cao. Việc khánh thành và đưa công trình vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành thể dục thể thao, phục vụ công tác huấn luyện và thi đấu cấp quốc gia và quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội để tổng công ty xây dựng Bạch Đằng tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng đất nước. Tin quốc tế, ánh sáng nhân tạo đang ngày càng được mở rộng và gia tăng với tốc độ chóng mặt, nhất là ở các nước phát triển. Tình trạng này đang làm dấy lên lo ngại về ô nhiễm ánh sáng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Mặc dù giờ đã là 7 giờ tối ở thủ đô Washington của Mỹ, nhưng ánh sáng ở khắp mọi nơi giống như ban ngày. Đó là do nguồn ánh sáng nhân tạo. Nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho thấy, ánh sáng nhân tạo gây ô nhiễm ánh sáng, làm tổn hại đến hệ sinh thái, lãng phí năng lượng và gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bên cạnh đó, ánh sáng nhân tạo còn làm thay đổi chu kỳ sinh trưởng và cuộc sống của các loài sinh vật trên trái đất như hoa nở sớm hơn, động vật giảm khả năng phân biệt thời gian giữa ngày và đêm, quá trình thụ phấn của các loài thực vật bị xáo trộn và nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Khi tiếp xúc quá nhiều với môi trường ánh sáng nhân tạo, con người có nguy cơ mắc các căn bệnh về thị lực, hô hấp, giảm quá trình trao đổi chất, thậm chí dẫn đến ung thư. Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, ánh sáng nhân tạo tăng trung bình 2,2% mỗi năm. Các nhà khoa học lo ngại với tốc độ này, ánh sáng nhân tạo sẽ còn gây ra những hậu quả khó lường khác. Các nhà khoa học khuyến cáo mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe chỉ bằng một động tác đơn giản, đó là tắt đèn khi không còn sử dụng. Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, hơn một nửa số phụ nữ tại Hàn Quốc bắt đầu trang điểm từ năm 12 tuổi. Lượng tiêu thụ các loại mỹ phẩm dành cho giới trẻ trong năm 2017 của nước này tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một cuộc khảo sát tại một trong những công ty mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc cho thấy, các loại mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên đã lên tới con số hơn 1.000. Ngoài các sản phẩm xịt khoáng và kem dưỡng, thì những loại mỹ phẩm trang điểm như son môi, màu mắt cũng được tiêu thụ rất nhiều. Giá các loại mỹ phẩm này rẻ hơn những sản phẩm cùng loại dành cho người trưởng thành khoảng 30%. Hiện có 40% các công ty mỹ phẩm tại Hàn Quốc sản xuất mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên, với lượng tiêu thụ phân khúc này trong năm 2017 tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm chứa nhiều thành phần hóa học như chất nhuộm hay chì cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của các thanh thiếu niên. Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã ban hành các phương án hành động mạnh tay nhằm tiêu chuẩn hóa việc sản xuất và tiêu thụ hóa mỹ phẩm dành cho thanh thiếu niên. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục chỉ trích các đối tác thương mại của Mỹ, trong đó bao gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong bài diễn văn tại bang Missouri, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng trước tình trạng mất cân bằng thương mại. Tờ Washington Post đưa tin, người đứng đầu Nhà Trắng đã hối thúc đối tác Nhật Bản điều chỉnh thặng dư với Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu ô tô. Giới phân tích nhận định, ông Trump ngày càng tỏ ra gay gắt trong vấn đề thương mại với các đối tác trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Một nghiên cứu mới nhất của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho thấy, cuộc sống trong không gian vũ trụ có thể làm thay đổi cấu trúc DNA của cơ thể người. Kết luận trên được đưa ra sau khi NASA tiến hành nghiên cứu đối với nhà du hành vũ trụ Scott Kelly và người em song sinh của ông. Sau 2 năm sống trong vũ trụ, DNA của Scott Kelly vẫn có 7% không giống với người em sinh đôi của mình, trong khi mức độ giống nhau về DNA giữa hai người tại thời điểm trước khi Scott Kelly lên trạm vũ trụ quốc tế ISS là trên 99%. NASA đã theo dõi các chỉ số, trao đổi chất, phân tử tế bào và protein của Scott Kelly trong 3 giai đoạn, trước, trong và sau khi ở trong không gian vũ trụ. NASA cho rằng sự căng thẳng về thể chất và tinh thần do sống quá lâu trong vũ trụ đã kích hoạt một loại gen có tên gọi là gen vũ trụ trong cơ thể của Scott Kelly, dẫn tới sự thay đổi về cấu trúc DNA cùng hệ thống miễn dịch, thị lực và một số yếu tố khác. Các nhà khoa học cho biết, việc nghiên cứu về gen vũ trụ cũng như những tác động của không gian vũ trụ tới cơ thể người có ý nghĩa quan trọng trong việc kéo dài sứ mệnh chinh phục không gian của con người, trong đó có dự án chinh phục sao Hỏa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.